Qua chợ đấy rồi, tôi cũng làm đang ngồi kia rồi. Đông thế mà lại đúng không nào? Giờ thì đông. Qua tính cái thằng tài vlog nó quay nữa lên. Được, cái cháu đi quay đây. Thank you.
Lần nào một cái chậu này tông gấp đôi rồi tròn cái chậu này. Cái định hướng này là chết ạ. Không.